Xin chào anh em thân mến của Mr. Sway. Trong bản danh sách điều tra, theo dõi các nhân vật bị tình nghi là hoạt động cách mạng tại Sài Gòn của CIA, cái tên Tư Cang luôn đi kèm theo dấu hỏi chấm to đùng bên cạnh. Đời tư của ông trong sạch tới nỗi quân Mỹ chỉ biết về ông là một người trắng trắng, cao cao, có đặc điểm bắn súng bằng hai tay rất giỏi, yêu thích văn nghệ, còn lại chẳng biết gì, đến mặt mũi ông ra sao thì cũng chẳng rõ. Ấy thế mà Tư Cang lại chính là người đứng sau vẽ đường chỉ lối, đảm bảo an toàn cho tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, và cũng chính là người đã quyết vung tay chi tới 3 cân vàng chỉ để giải cứu một tình báo bị phe địch bắt giam. Vậy câu chuyện đó đã diễn ra như thế nào? Xin mời anh em sẽ cùng ngược dòng lịch sử đi tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Đại tá Tư Cang, tên thật là Nguyễn Văn Tàu, ông vốn là sĩ quan tình báo quân đội, nguyên là cụm trưởng cụm tình báo H63. Khi mới vào nội thành Sài Gòn hoạt động, cụm trưởng Tư Cang mang tên Trần Văn Quang với nghề gia sư, cùng đồng đội bàn kế hoạch chui sâu vào cơ quan tối mật của giặc để thu thập tài liệu, tin tức. Tư Cang đã hòa giải với điệp viên Sài Gòn Phạm Xuân Ẩn để khảo sát các mục tiêu cho các cuộc tấn công Tết Nguyên đán năm 1968. Năm 1961, ông quay lại hoạt động tại chiến trường miền Nam. Đầu năm 1961, cụm tình báo quân sự A18, tiền thân của cụm H63 ra đời, đóng tại căn cứ Bời Lời, Tây Ninh. Trước đó, H63 tên là A18. Cụm A18 là một cụm đặc biệt quan trọng, với điệp viên quan trọng nhất là Phạm Xuân Ẩn, nên chúng tôi làm việc với tinh thần bảo vệ Phạm Xuân Ẩn tuyệt đối. Việc đổi tên cụm cũng là một cách để cắt đuôi những kẻ theo dõi, nghi ngờ hoạt động của cụm, vì chắc chắn trong những năm đó, tình báo địch chắc hẳn đã hơn một lần tỏa đi tìm thông tin về A18. Đằng sau những tin tức, tài liệu chuyển về của hai trung Phạm Xuân Ẩn là cả hệ thống phục vụ, cả trong nội đô và ngoài căn cứ. Thời kỳ đầu, H63 là bộ phận địch tình của thành ủy Sài Gòn. Cả mạng lưới với một điệp viên đã nằm sâu trong lòng địch như hai trung, cần một chỉ huy giỏi và mưu trí. Tư Cang là người được ông Ba Trần, thủ trưởng phòng tình báo miền lúc bấy giờ lựa chọn. Tháng 5 năm 1962, Tư Cang chính thức được giao nhiệm vụ chỉ huy cụm H63. Thành viên cụm được phân công vào những công việc khác nhau như Phạm Xuân Ẩn, bí danh X6, phóng viên báo Tham; Nguyễn Thị Mỹ Nhung, bí danh Nguyễn Thị Yên Thảo, thường gọi là Tám Thảo, giao thông viên nội đô, làm việc trong văn phòng cố vấn Mỹ tại Bộ Tư lệnh Hải quân chế độ Sài Gòn. Để bảo đảm an toàn cho cụm tình báo H63, cụm trưởng Tư Cang từng được lệnh rút hẳn ra chiến khu, thay cụm trưởng khác tiếp tục chỉ đạo X6 và chỉ huy cụm H63. Có được điều đó, ông Tư Cang vẫn luôn tâm niệm rằng chính là nhờ anh em đồng đội, dù bị địch bắt, tra tấn vẫn không khai mình ra. Và cũng chính ông, với lý tưởng của người làm tình báo, cũng thà hy sinh chứ không để lộ đồng đội hay mạng lưới tình báo chủ chốt. Đại tá Tư Cang nói, tôi luôn nhét 2 viên đạn vào túi áo, nếu bị địch phát hiện thì sẽ bắn vào bên mang tai để tự sát. Lý do phải giữ 2 viên vì nếu viên kia lép thì còn viên này nổ được. Có lần ông Phạm Xuân Ẩn nói vui với tôi rằng tôi với anh ấy còn sống đến bây giờ chắc do số tử vi cao chứ không đã đi từ lâu. Theo lời kể của Đại tá Tư Cang, ngày 26 tháng 10 năm 1954, Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng ở miền Nam Việt Nam. Ông Mười Hương, lúc bấy giờ là phó giám đốc nhà tình báo, được cử vào miền Nam 6 tháng để tăng cường cho chiến trường miền Nam. Ngay từ những ngày đầu đặt chân vào Nam, ông cùng các cộng sự của mình đã viết nên những huyền thoại tình báo. Ít ai ngờ rằng 6 tháng tưởng chừng ngắn ngủi như dự định, bỗng trở thành 10 năm đằng đẵng với những biến cố khó lường. Năm 1960, Mười Hương bị khai báo, bị bắt và đưa đi giam giữ, tra tấn tại nhà giam Chín Hầm, Huế, do Ngô Đình Cẩn cai quản. Tại nhà giam Chín Hầm, đích thân Ngô Đình Nhu tra khảo, tìm cách mua chuộc, hòng thu phục ông Mười Hương vào bộ máy của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ông bị Ngô Đình Nhu 5 lần 7 lượt đòi thu phục nhưng đều thất bại. Được mệnh danh là người thầy của những nhà tình báo huyền thoại, ông Mười Hương, tên thật Trần Ngọc Ban, một trong số những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ tin tưởng cử vào chi viện miền Nam. Tham gia cách mạng từ lúc mới 13 tuổi. Năm 1941, ông bị thực dân Pháp bắt cùng với ông Nguyễn Thọ Trân vì treo cờ Việt Minh và giải truyền đơn, rồi bị giam giữ hơn 1 năm trước khi ra tòa án binh của Pháp. Nhưng do còn nhỏ tuổi, ông đã được trả tự do với lời cảnh báo của một mật thám Pháp. Đừng thấy nó nhỏ tuổi mà coi thường, Cộng sản đã ăn vào máu của nó rồi. Mười Hương là cái tên vang dội, từng trải qua tù đày ở cả hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Khi mới vào Nam theo chỉ thị của Bác, ông từng bước trèo lên cao, tiếp cận các nhân vật chóp bu trong bộ máy chính quyền của Ngô Đình Diệm, tạo nên vỏ bọc vững chãi cho điệp viên này chui sâu vào hàng ngũ của địch, phục vụ các yêu cầu của cách mạng. Không những thế, ông còn nhìn thấy khả năng thiên phú của ông Phạm Xuân Ẩn. Từ rất sớm, ông Mười Hương cùng ông Mai Chí Thọ quyết định đưa Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học nghề báo để về nước phục vụ cách mạng, vì thấy Phạm Xuân Ẩn có khiếu hài hước, dễ hòa nhập với tính cách người phương Tây. Kế hoạch được thực hiện trọn vẹn khi với vỏ bọc này, nhà tình báo tài ba Phạm Xuân Ẩn đã có cơ hội diện kiến nhiều nhân vật quan trọng của cả Mỹ lẫn chính quyền Sài Gòn để khai thác và chuyển về hậu cứ những thông tin có giá trị về các chiến lược đặc biệt của kẻ thù, giúp quân ta có kế hoạch đối phó và đập tan mọi âm mưu của địch. Ông cũng từng có cuộc đấu trí với ông Ngô Đình Nhu và kiên cường sống sót qua chế độ lao tù của Ngô Đình Cẩn. Hồi đó, ông Tư Cang đang là cụm trưởng Cụm Tình Báo H63, được giao làm thư ký, ghi chép lại những điều ông Mười Hương kiểm điểm khi ra tù. Lúc ấy, cứ ai đi tù ra đều phải làm kiểm điểm. Đó cũng là cơ hội để ông được nghe lại những câu chuyện trong nhà giam Chín Hầm, một máy xay thịt người của chính quyền Ngô Đình Diệm do chính tay Ngô Đình Cẩn xây dựng. Ngôi biệt thự của Ngô Đình Cẩn cách địa ngục Trần Gian 100 m, như so sánh một bên thiên đường, một bên địa ngục. Cẩn là người máu lạnh, dù gì nhà giam Chín Hầm cũng là nơi giam giữ tù nhân chính trị và những ai chống đối với gia đình họ Ngô. Đã có hàng trăm sinh mệnh bị bức tử trong đó. Và hầm số 8 chính là nơi ông Mười Hương bị giam giữ. Hầm số 8 vốn được xây dựng nên để giam những tù nhân tình báo, những người dù tra tấn dã man cỡ nào cũng nhất quyết không khai báo. Là nơi những tình báo cứng cựa nhất bị đưa vào và gần như chẳng có ai toàn mạng trở ra, nên nó còn được gọi là địa ngục Trần Gian. Nhưng không phải vì bị đánh đập, vào tới căn hầm này, tù nhân không bị tra tấn nữa nhưng lại bị đầy ải về tinh thần, hình phạt đáng sợ gấp trăm ngàn lần bị đánh. Với thiết kế kín sáng, khiến tù nhân chẳng thể phân biệt nổi ngày đêm, xung quanh chỉ có một màu tối đen như mực, ngày không ánh nắng mặt trời, đêm không ánh lửa. Mỗi tù nhân có một đĩa cơm để ăn. Mỗi tù nhân có một đĩa để ăn cơm, một ca để đựng nước, một xô để đi tiểu tiện, đại tiện. Xô này làm bằng gỗ, cứ 7 đến 10 ngày lính xách xô đi đổ một lần. Vì xô làm bằng gỗ nên lâu dần theo thời gian, xô ngấm nước, bay nắp đi, tù nhân phải ngửi mùi hôi thối nồng nặc. Cơm được ăn 2 lần tùy theo tâm lý phục vụ của bọn lính. Bữa ăn được mô tả cơm sống trộn với máu tanh mùi thịt dữa, lâu lâu khuyến mại vài cọng rau muống già, một vài con mắm mà ruồi bọ lúc nhúc. Ngày được phát đúng 2 lon nước, một lon để uống, lon khác để vệ sinh thân thể. Vào đây rồi thì ngàn năm không tắm rửa, tóc dài tua tủa ngang vai. Trời nắng thì như ngồi trên chảo rang, trời mưa thì lạnh buốt xương da. Đồi núi hoang vu nên rắn và chuột nhiều vô kể. Có nhiều đồng chí bị phù nề không thể ngồi, đứng nữa, chỉ đủ sức lết người lại nhanh mà liếm thức ăn, không chuột ăn mất phần. Trong thời gian ông Mười Hương bị giam giữ tại đây, có gì ông cũng thử qua cả. Thậm chí vì độ cứng cựa của mình mà Mười Hương được trực tiếp Ngô Đình Nhu, người được cho là lý luận sâu sắc, tinh danh của chính quyền Ngô Đình Diệm, tra khảo. Ông ta đánh giá được Mười Hương khác người, không như những bộ đội khác, nên Ngô Đình Nhu lên kế hoạch thu phục Mười Hương vào bộ máy chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhu thử mọi cách tra tấn dã man mà khó người thường nào chịu đựng nổi. Tất cả đều lần lượt được thử trên người Mười Hương. Ngô Đình Nhu dùng đèn cao áp dọi vào mắt ông Mười Hương nhằm làm rối loạn thần kinh để đo được độ thật của ông. Tuy nhiên, 5 lần 7 lượt đều thất bại. Thấy không khuất phục được ông, năm 1962, Ngô Đình Nhu buộc phải chuyển Mười Hương về nhà giam tại Sài Gòn để chờ thời cơ tiếp tục thu phục. Trong những lần trực tiếp tra khảo, Ngô Đình Nhu phải thừa nhận Mười Hương là một người cộng sản ngoan cố, nhưng nói nhiều điều phải suy nghĩ. Nếu không thu phục được thì chắc chắn phải thủ tiêu. Tuy nhiên, cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm đã tạo cơ hội để giải thoát ông Mười Hương ra khỏi lao tù. Tại nhà giam ở Sài Gòn, Ngô Đình Nhu tiếp tục lên kế hoạch thu phục Mười Hương, đồng thời bố trí lực lượng canh giữ ông nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm đã tạo cơ may để tổ chức giải thoát ông ra khỏi lao tù. Trong cuộc đảo chính, Cụm Tình báo nhận nhiệm vụ từ Trung ương là giải cứu ông Mười Hương. Khi đó Đại tá Tư Cang là cụm trưởng nên phải lên kế hoạch thực hiện. Tháng 11 năm 1963, nhân thời điểm đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm nhiều hỗn loạn, Cụm Tình báo lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Nhận biết được điệp viên Phạm Xuân Ẩn thông minh, giỏi ngoại giao, Cụm trưởng Cụm Tình báo Tư Cang giao Phạm Xuân Ẩn giữ vị trí quan trọng trong cuộc giải cứu Mười Hương. Nhiệm vụ thăm dò được giao cho Phạm Xuân Ẩn, tình báo của phe ta, trước đó đi học ở Mỹ về, mà cơ duyên đó lại do chính Mười Hương đề xuất, nên giữa hai người có mối liên giao cực kỳ đặc biệt, vượt xa người khác. Sau khi thăm dò tình hình, điệp viên Phạm Xuân Ẩn báo với tổ chức phải chuẩn bị đủ 100.000 đồng, mà giá vàng thời này là 3.000 đồng một lượng, số tiền đó tương đương hơn 3 kg vàng. Quy ra thành bất động sản, khéo nó đủ mua cả căn nhà lớn ở mặt tiền thành phố bây giờ, nhưng thế thì nó cũng chỉ đủ để mua chuộc cai ngục và đưa Mười Hương ra ngoài. Trong cuộc giải cứu ông Mười Hương, bằng khiếu ngoại giao sẵn có cùng sự khôn khéo, Phạm Xuân Ẩn đã tiếp cận được cai ngục. Sau đó, Ẩn ra điều kiện là viên cai ngục chỉ cần lơ là 15 phút để cho ông Mười Hương tự thoát ra ngoài, rồi giả vờ truy hô thì sẽ được nhận 100.000 đồng. Nhận được tin phải chuẩn bị đủ 100.000 đồng để mua chuộc cai ngục, là người đứng đầu Cụm Tình báo, Đại tá Tư Cang lo lắng vì số tiền quá lớn, tổ chức không thể lo đủ để đưa cho Phạm Xuân Ẩn. Tuy nhiên, việc giải cứu không thể trì hoãn, ông cùng đơn vị buộc phải đi vay mượn của một người tư sản yêu nước để giải quyết việc cấp bách. Đúng như kế hoạch, giữa cuộc đảo chính hỗn loạn, viên cai ngục nhận 100.000 đồng và trong 10 hương 15 phút tự tìm đường thoát thân. Nhờ vậy, nhiệm vụ giải cứu 10 hương của ông Tư Cang và cụm tình báo diễn ra chót lọt. Ông 10 hương vừa ra khỏi nhà giam, lập tức được Phạm Xuân Ẩn chở ra ngã tư Bảy Hiền ở quận Tân Bình. Sau đó, người của đơn vị tiếp tục chở ông về Bến Đình ở Củ Chi để gặp cụm trưởng Tư Cang và tổ chức. Do thời gian cấp bách, lại sợ quân địch truy đuổi, cuộc gặp gỡ giữa 10 hương với tổ chức tại Củ Chi chỉ vỏn vẹn trong một bữa cơm. Đại tá Tư Cang nhớ lại giây phút gặp gỡ ngắn ngủi ấy. Lúc vừa ra khỏi nhà giam, ông 10 hương gầy lắm, song gầy nhưng khỏe khoắn. Khi ông ấy nói muốn ăn cơm, tôi lập tức nhờ một cô chuyên hỗ trợ tổ chức vào bếp ngay. Tổ chức hồi đó cũng nghèo, chỉ có lươn bắt được ngoài đồng, thế là có món lươn kho sả ớt đãi ông 10 hương ra tù. Sau bữa cơm chóng vánh, cụm trưởng Tư Cang giao cho 10 hương một chiếc xe đạp mới. Sau đó cả hai người, mỗi người một xe, đạp lên căn cứ ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Dù là người chuyên đạp xe đi tiền trạm các điểm để lập căn cứ, nhưng trong quãng đường từ Củ Chi đến Trảng Bàng, cụm trưởng Tư Cang vẫn không thể theo kịp 10 hương, người bị kìm cặp gần 3 năm trong ngục tối. Kể từ khi làm cụm trưởng cụm tình báo H63-A18, ý thức được tầm quan trọng của cụm và việc giữ an toàn cho Phạm Xuân Ẩn, nên cụm trưởng Tư Cang đã hy sinh rất nhiều, những hy sinh thầm lặng mà suốt nhiều năm trời, đồng đội của ông trong cụm H63-A18 hầu như không biết. Nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ, bảo vệ, che chắn của cụm trưởng Tư Cang và các anh em giao thông liên lạc đã sẵn sàng hy sinh chứ không chịu tiết lộ bí mật của điệp viên, Phạm Xuân Ẩn đã trở thành một điệp viên hoàn hảo đến giây phút cuối cùng của cuộc chiến. Những tài liệu mà Phạm Xuân Ẩn mang về đều là những tài liệu có tầm chiến lược, có những thông tin ảnh hưởng lớn đến cuộc chiến của ta với Mỹ, Ngụy tại miền Nam. Là người cụm trưởng, tôi hiểu tầm quan trọng của Phạm Xuân Ẩn như thế nào, nên việc bảo vệ sự an toàn cho Phạm Xuân Ẩn với tôi cũng quan trọng như thế. Tôi luôn nghĩ như thế này, vợ tôi sống với con gái, trước giờ chẳng ai biết bà ấy có chồng. Nếu tôi về thăm nhà, người ta để ý, bọn mật thám địch nó để ý, rồi nó bám theo thì tôi lộ. Tôi chết đã đành, nhưng Phạm Xuân Ẩn cũng hỏng. Lưới tình báo H63 mà ông 10 hương đã kỳ công xây dựng bằng việc bắt đầu cử Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học, coi như cũng đổ xuống sông xuống biển. Khi đó tổ chức hỏi đến tôi làm sao gánh nổi trách nhiệm đó với tổ chức, với nhân dân, đất nước. Và đó chính là lý do khiến 13 năm liền, từ năm 1962 đến ngày giải phóng năm 1975, Đại tá Tư Cang chưa một lần bước chân về nhà, kể cả ngày con gái ông lấy chồng hay ngày con gái ông sinh cho ông một đứa cháu ngoại. Có đôi lúc, chính Tư Cang cũng nghĩ rằng ông đã khắt khe với chính mình. Những sự cẩn trọng của một nhà tình báo không cho phép ông vượt qua giới hạn đó. Và thực tế sau này đã chứng minh sự cẩn trọng của ông là hoàn toàn chính xác. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại tá tình báo Tư Cang, khi đó là chính ủy Lữ đoàn đặc công, có nhiệm vụ tấn công vào cơ quan Bộ Tổng Tham mưu địch. Khi chiếm được cơ quan này, Tư Cang phát hiện một danh sách các cán bộ cộng sản quan trọng mà Mỹ, Ngụy cất công điều tra, theo dõi. Chúng dán lý lịch của mỗi người lên một cái bảng nhỏ, treo lên trên tường trong một căn phòng tối mật. Trên một tấm bảng có ghi Tư Cang, phó chính ủy tình báo miền, người trắng trắng, cao cao, có đặc điểm bắn súng bằng hai tay rất giỏi, yêu thích văn nghệ, quê quán chưa xác định, gia đình chưa xác định. Trên bảng hồ sơ lưu về Tư Cang, bức ảnh của ông chỉ là một khoảng trống. Tất cả những thông tin mà địch biết về ông chỉ có thế. Đến lúc đó Tư Cang thực sự biết rằng việc ông không về thăm nhà là một quyết định chưa bao giờ sai lầm. Hẳn là qua thông tin khai thác được từ những kẻ chiêu hồi trong những năm đó, Mỹ, Ngụy đã nắm được thông tin về nhà tình báo Tư Cang và vai trò quan trọng của ông, đặc biệt là sau này khi ông trở thành phó chính ủy phòng tình báo miền. Nếu bắt được Tư Cang, đó sẽ là một món hời, một chiến công lớn mà tình báo Mỹ Ngụy lập được. Chúng đã điên cuồng cho người đi tìm thông tin về Tư Cang, nhưng tất cả những gì chúng biết về Tư Cang chỉ là mấy dòng vỏn vẹn đó. Không một tấm hình nào của ông, không một thông tin gì về vợ con, quê quán của ông bị lọt vào tay chúng. Nguyên tắc bí mật đó, ông giữ gìn cả với những người đồng chí của mình. Ngày đó, vào thành hoạt động, Tư Cang sống trong nhà cô Tám Thảo. Cô Tám Thảo cũng là một thành viên quan trọng trong cụm tình báo H63. Gia đình Tám Thảo là tư sản giàu có, chị em cô đều xinh đẹp và được ăn học đầy đủ. Nhưng gia đình họ yêu cách mạng, cô Tám Thảo cũng không biết về vợ Tư Cang. Để giữ liên lạc thông tin với Tư Cang ở trong thành, tổ chức yêu cầu ông chọn một người thật sự tin tưởng. Tư Cang đã chọn vợ mình vì biết không ai có thể giữ gìn sự an toàn của ông hơn bà. Mỗi khi ngoài khu có thư vào hay có thông tin liên lạc gấp với ông, họ sẽ qua vợ ông. Vợ ông lại đi bắt liên lạc với ông. Bà trở thành một mắt xích trong cụm tình báo H63-A18. Nhưng cô Tám Thảo cũng chỉ biết bà là liên lạc của Tư Cang. Những đồng đội khác của ông cũng thế. Có lần vợ ông mang thư đến nhà cô Tám Thảo đưa cho ông. Tư Cang đang mặc bộ quần áo pyjama, ngồi trong căn phòng sáng đèn neon, dạy tiếng Anh cho chị em Tám Thảo. Cô Tám Thảo ra cổng lấy thư của vợ ông đưa, mang vào bảo ông: có bà đầu búi tóc đưa cái này cho anh. Ngày đó vợ ông hay búi tóc sau đầu nên Tám Thảo gọi như thế. Tư Cang ở trong nhà nhìn thấy vợ mình, mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Vợ ông ở ngoài cổng nhìn vào, thấy chồng, ánh mắt vẫn không thay đổi. Cả hai ông bà cùng né lại những nỗi niềm thương nhớ để bảo vệ sự an toàn của Tư Cang nói riêng và Cụm Tình Báo H63 nói chung. Phụ trách Cụm Tình báo H63, Tư Cang vừa phải giữ liên lạc và chỉ đạo sát sao các điệp viên trong thành, vừa phải quán xuyến vấn đề giao thông liên lạc. Có thể hình dung như thế này, Cụm Tình báo H63 được chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận là điệp viên ở luôn trong thành, một bộ phận giao thông liên lạc đi về giữa thành phố và căn cứ, và một khu vực đặt điện đài vô tuyến ngay trong một căn hầm ở địa đạo Củ Chi. Cụm trưởng Tư Cang là người phải đi lại nhiều nhất giữa ba nơi đó. Cứ mỗi khi có lệnh của cấp trên, ông lại về chiến khu nghe phổ biến nhiệm vụ, sau đó lần lượt về từng nơi phổ biến lại nghị quyết cho anh em. Khi trạm điện đài vô tuyến ngoài địa đạo có việc cần, ông lại mặc bộ quần áo thầy chú, lối ăn vận như công chức ngày nay, lái Honda ra ngoài thành, thay quần áo rồi đi tìm hầm địa đạo. Có lần khi ông vừa ra đến nơi thì căn cứ bị lộ, địch càn, xe tăng và trực thăng địch vây xung quanh. Anh em trong cụm mỗi người chạy một ngả. Bữa đó trực thăng và xe tăng địch bám giết Tư Cang. Một hàng xe tăng chạy theo Tư Cang, bắn tới tấp. Hôm đó chúng không bắn đạn thật mà bắn đạn đinh với mục đích bắt sống Tư Cang. Nhưng do được huấn luyện về cách chạy, ông cứ chạy qua chạy lại giữa mấy làn đạn và may mắn không bị trúng phát nào. Bữa đó anh em trong cụm đinh ninh rằng ông bị bắt sống, nhưng đến khi nhìn thấy ông, tất cả đều sững sờ. Ông kể trong lúc chạy, ông may mắn được một đồng chí hỗ trợ, nhanh chóng đưa ông xuống căn hầm khác ở địa đạo và thoát chết. Một lần khác, Tư Cang và một cậu giao thông dẫn đường vừa từ trong ấp chiến lược về. Đến lúc bắt đầu ra vùng căn cứ thì thấy xe tăng địch xếp thành hàng, chĩa nòng bắn bom vào mình. Ông và cậu giao thông dẫn đường quay đầu co giò chạy. Tiếng súng bắn bom vang lên. Thường thì trong trường hợp đó, với kinh nghiệm của Tư Cang, ông biết mình và cậu liên lạc sẽ khó sống sót. Nhưng lạ thay, chẳng có miếng bom nào bắn về phía ông. Đến lúc chạy vào nhà cơ sở, họ mới kể bữa đó tụi địch lắp súng bắn bom, nhưng vì sơ suất hay vì có ai đó trong hàng ngũ địch là tay trong của ta cố tình gài bẫy mà tất cả các máy bắn bom của địch đều bị lắp chốt ngược, nên bom bắn ra, bắn dội lại cả về phía chúng. Địch chết hàng trăm tên hôm đó, không phải do ai tấn công mà tự chúng gây ra cho chính mình. Đó cũng là một lần thoát chết hy hữu của đại tá tình báo Tư Cang. Tham gia kháng chiến từ năm 1947 cho đến sau ngày hòa bình, ông đã kinh qua nhiều vị trí công tác, trong đó nổi bật nhất là cụm trưởng Cụm Tình báo H63 với nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Đại tá Tư Cang đã dành cả đời để trở thành người ngồi phía sau màn, bảo đảm tính mạng và an nguy của nhiều tướng tình báo. Ông không ngại hy sinh hạnh phúc của bản thân để đổi về sự thống nhất cho đất nước. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Mr. Xuôi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.